Tăng Duy Tân và Phan Mạnh Quỳnh kết hợp bôn ba nước ngoài. Tối ngày 18 tháng 1, sự kiện ra mắt ca khúc bôn ba nước ngoài đã gây tiếng vang lớn, đánh dấu bước phát triển mới cho bản hit nước ngoài. Ca khúc là sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân, Phan Mạnh Quỳnh và Dương Ca, nằm trong album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ của WeChoice Awards 2023. Tăng Duy Tân và Phan Mạnh Quỳnh, cả hai đều là những tài năng xuất thân từ miền Trung, đã chia sẻ những ký ức quê hương và hành trình đi tìm kiếm cơ hội ở miền Nam. Bôn ba, nước ngoài, không chỉ là câu chuyện của họ mà còn là câu chuyện của những người con xa xứ, những người đã thả cánh bay đi muôn nẻo để tìm kiếm ước mơ và hy vọng. Ca khúc có giai điệu bắt tai, kết hợp giữa âm nhạc điện tử ma mị với trap và tropical house. Ca khúc đã mang đến một cái kết ấm lòng cho câu chuyện cảm động trong phiên bản gốc, kết hợp hài hòa với giọng hát đỉnh cao của Phan Mạnh Quỳnh. Tâm huyết của Phan Mạnh Quỳnh được lưu giữ qua những đoạn hát đầy xúc động, kể về những khó khăn, vất vả nhưng cũng là những chiến thắng và mạnh mẽ. Tăng Duy Tân, với lời hát tràn đầy niềm tin và hy vọng, đã làm cho câu chuyện trở nên phong cách và sôi động hơn.